Xin chào! Hơn một tháng trước, thế giới đã ghi nhận siêu biến thể Omicron của COVID-19 với hơn 50 đột biến. Nó được xem là biến thể nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Kiến thức thú vị đã có riêng một video giới thiệu chi tiết về biến thể này. Tuy nhiên, lúc ra video, siêu biến thể này còn quá mới lạ nên chưa có nhiều nghiên cứu khoa học về nó. Vậy nên sự hiểu biết của chúng ta về nó là chưa nhiều. Còn đến bây giờ, đã một tháng rưỡi trôi qua, con người đã có nhiều thời gian hơn để làm quen với Omicron. Các nhà khoa học cũng đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về siêu biến thể này. Vậy nên trong video ngày hôm nay, kiến thức thú vị sẽ tập hợp và chia sẻ với các bạn những phát hiện mới nhất. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều hiểu biết hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Thứ nhất, hãy nói về mức độ phổ biến của Omicron. Không có gì ngạc nhiên khi Omicron được ghi nhận là biến thể lây lan nhanh nhất thế giới bởi nó có nhiều đột biến trong gai là chìa khóa của khả năng lây nhiễm bám dính tế bào. Tính tới cuối tháng 12 năm 2021, Omicron đã được ghi nhận tại hơn 100 quốc gia và nhiều vùng lãnh thổ, tất nhiên là Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những bệnh nhân đầu tiên nhiễm Omicron của Việt Nam được phát hiện là những người dân bay từ Mỹ, Hàn Quốc về nước và đã được cách ly tại Đà Nẵng. Nhưng ngày hôm qua đã có thêm 5 ca Omicron được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết các ca nhiễm vẫn chưa được công bố. Còn tại Mỹ, chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên thì đến nay biến chủng này đã gần như bao phủ khắp nước Mỹ, đánh bại biến chủng Delta để vươn lên ngự trị. Có tới 73% số ca dương tính ở Mỹ hiện nay là do biến chủng Omicron gây ra, một sự xâm chiếm quá nhanh và ngoạn mục. Tốc độ lây lan của Omicron nhanh đến mức nào? Thì câu trả lời là nhanh hơn 2-3 lần tốc độ lây lan của biến chủng nhanh nhất trước đó, Delta. Theo giáo sư Bill Hanas thuộc Trường Y tế Công cộng Mỹ, thống kê số liệu về Omicron tại Nam Phi cho thấy cứ 2-4 ngày thì số ca nhiễm Omicron lại tăng lên gấp đôi. Còn theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Vương quốc Anh thì tốc độ lây lan của siêu biến chủng này gấp 3,2 lần tốc độ của Delta. Vậy điều gì đã khiến Omicron lây nhanh đến như vậy? Thì trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo của Omicron và thấy rằng những đột biến đã giúp nó có thể dễ dàng chui vào tế bào hơn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thí nghiệm để xác thực điều đó. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm như sau. Họ lấy những kháng thể được tạo ra từ những người đã bị nhiễm COVID-19 từ biến chủng cũ như Delta, Alpha hay Beta, cho thêm vào đó tế bào người. Cuối cùng, họ cho thêm virus thuộc nhiều chủng khác nhau vào. Thì họ thấy rằng biến chủng Alpha, Beta hay Delta đều bị kháng thể tấn công và tế bào được bảo vệ. Nhưng riêng với con Omicron thì các kháng thể không bắt được nó, vì vậy nó dễ dàng tấn công vào tế bào. Đó chính là lý do tại sao các ca nhiễm Omicron lại tăng nhanh như vậy. Đó là vì nó có thể trốn được kháng thể và kể cả những người đã bị nhiễm COVID trước đây vẫn có thể dễ dàng dương tính một lần nữa với Omicron. Vậy thì chuyện gì xảy ra với những người đã tiêm vaccine? Theo các nghiên cứu mà mình sẽ để link ở phần mô tả thì Moderna và Pfizer là hai loại vaccine hiệu quả nhất với Omicron và nó càng hiệu quả hơn sau khi người dân được tiêm thêm mũi tăng cường, tức là mũi thứ ba. Cụ thể thì tại Nam Phi, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hai liều vaccine Pfizer có hiệu quả chống nhiễm bệnh với Omicron là 33%, trong khi với Delta là 80%. Còn ở Anh, những người đã tiêm hai liều vaccine AstraZeneca không được bảo vệ chút nào khỏi nhiễm trùng từ Omicron sau 6 tháng tiêm chủng. Hai liều Pfizer thì có hiệu quả là 34%. Nhưng thêm một mũi tăng cường của Pfizer thì lại cho hiệu quả chống nhiễm bệnh lên tới 75%. Nhưng các bạn hãy cứ yên tâm là vaccine không chắc giúp bạn tránh được dương tính, nhưng nó sẽ giúp bạn không phải nhập viện. Các nghiên cứu ở Nam Phi cho thấy hai liều vaccine Pfizer có hiệu quả chống nhập viện là 70%. Tại sao vaccine không chống được nhiễm bệnh mà lại chống được bệnh chuyển nặng và nhập viện? Thì câu trả lời là vaccine vừa giúp tạo ra nhiều kháng thể, vừa giúp kích thích tế bào T phát triển. Cho nên, kể cả khi con Omicron đã trốn được kháng thể thì nó vẫn bị tế bào T nhận ra và tóm gọn. Nhờ vậy mà cơ thể khỏe mạnh hơn. Có một điều mà các nhà khoa học phát hiện ra có thể xem là may mắn, đó là những người không tiêm vaccine nếu bị con Delta hoặc Omicron tấn công thì ai bị Omicron tấn công sẽ ít phải nhập viện hơn, hay nói đơn giản là con Omicron ít nguy hiểm hơn. Nhưng các nhà khoa học cũng lưu ý rằng dù tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng tốc độ lây lan lớn hơn, cho nên chúng ta vẫn không được phép chủ quan. Hiểu đơn giản là, giả sử cứ 100 người nhiễm Delta thì có 5 người nhập viện, còn 100 người nhiễm Omicron thì chỉ có 2 người nhập viện thôi. Nhưng trong một ngày, Delta chỉ gây ra 100 ca mắc, còn trong một ngày, Omicron lại gây ra tới 300 ca mắc cơ. Cho nên, tổng số người nhập viện do Omicron gây ra là 6, vẫn cao hơn Delta là 5. Vì vậy, càng chủ quan thì càng nhiều người gặp nguy hiểm. Còn một điều rất thú vị, đó là ít bạn biết rằng cái tên Omicron không phải sự lựa chọn đầu tiên. Đáng lẽ sau biến chủng MU thì biến chủng tiếp theo phải là NU, nhưng trong tiếng Anh thì phát âm NU dễ bị nhầm thành new, nên người ta không chọn. Chữ cái tiếp theo nữa là C, nhưng C thì lại là tên của nhà lãnh đạo Trung Quốc Xi Jinping, tức là Tập Cận Bình. Vì vậy, WHO cũng bỏ qua. Cuối cùng thì chữ cái tiếp theo là Omicron và chúng ta có tên biến chủng như hiện nay. Đây là những phát hiện mới nhất về Omicron. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn luôn an toàn trong đại dịch này. Xin chào và hẹn gặp lại.